Vâng, chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Thưa các bạn, là ở video trước mình có chia sẻ cho các bạn một cái video, đó là hướng dẫn cách bật phông nền cho cuộc gọi trên Messenger. Thì có rất nhiều bạn là vẫn chưa làm được, bởi vì sao? Bởi vì là không xuất hiện cái mặt cười ở trên cái cuộc gọi Messenger đó để các bạn bật cái phông nền cho cuộc gọi đó. Và nhiều bạn nhắn tin hỏi mình là ra thêm một cái video, đó là cái cách khắc phục bật phông nền cho cuộc gọi Messenger. Và hôm nay mình lại quay trở lại. Và sau 2 ngày mình tìm hiểu thì mình đã tìm được cái cách khắc phục thành công 100% luôn các bạn nhé. Thì hôm nay mình lại làm một clip nữa để chia sẻ cho các bạn. Như clip trước mình có làm ở trên là, đó là iPhone 6 thường các bạn. Đó. Thì nhiều bạn là dùng điện thoại đời cao hơn. Thế là mình đi mượn một cái iPhone 6S các bạn nhé. Thì mình có gọi và bật phông nền, nhưng mà cũng không bật được cái phông nền bởi vì nó không xuất hiện cái mặt cười ở trên cuộc gọi Messenger đó. Sau đó mình thực hiện vài thao tác là mất hơn một ngày trời là được các bạn nhé. Thao tác thì nó rất là nhanh thôi, nhưng mà trong cái quá trình chờ đợi là mất hơn một ngày. Thì hôm nay đã thành công rồi. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhé. Đầu tiên các bạn bấm vào Messenger nhé. Đây. Sau đó các bạn bấm vào Avatar. Rồi, ok. Kéo xuống, bấm vào báo cáo sự cố. Và hôm qua mình đã viết như này các bạn này. Đó là khôi phục tính năng phông nền giúp tôi, xin cảm ơn. Đó, mình viết email như này, xong mình bấm gửi, bấm ok. Đó, thì mình có đợi là mất khoảng hơn một ngày các bạn nhé. Thì đến chiều hôm nay mình đã thấy là cái mặt cười đã xuất hiện và chúng ta gọi là có bật phông nền được. Đây là chiều hôm nay là mình gọi là đã bật được phông nền rồi. Đây mình bật đây. Đó, cái mặt cười này đã xuất hiện rồi. Đấy các bạn nhé, các bạn bấm vào mặt cười, sau đó các bạn bấm vào cái album ảnh đi thôi. Đây là những phông nền có sẵn, còn phông nền của các bạn là tự tạo, tự chụp nó đẹp hơn. Đấy, ví dụ đẹp. Cái này thì là cái tính năng này là nó giúp ích cho chúng ta là gì? Là khi chúng ta gọi điện thoại trên Messenger, đôi khi là cái phông nền của chúng ta ở đằng sau các bạn, nhiều khi là nó không được đẹp cho lắm, thì các bạn lấy một cái bức ảnh có sẵn hay là các bạn tự tạo một cái phông nền hay là một gì đấy ở đằng sau thì nó đẹp hơn rất là nhiều, thay cho cái phông nền mà cũ đằng sau đi. Đấy, ví dụ như là mình đang ở một bức tường nó không được đẹp chẳng hạn, thì mình muốn thay cái phông nền đằng sau mình tham gia cái cuộc gọi đấy thì nó sẽ thêm sinh động hơn các bạn nhé. Vâng, mình vừa chia sẻ cho các bạn cái cách khắc phục không bật được phông nền trên cuộc gọi Messenger. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì đừng quên kỷ niệm mình một like, một đăng ký kênh nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.